Đây là set thứ hai, đôi công bỏ trắng giữa Tuấn An và Phước Râu. Qua được đầu mà. Đúng rồi. Được. Điểm 1-0 cho Phước Râu. Đôi công giữa Phước Râu và Tuấn An mà không trắng. Động tốt điểm cho Phước Râu. 1 điều. Có ngoài điểm cho Phước Râu. 2-1. Điểm 3-1 cho Tuấn An. Có 2 điều cho Tuấn An. Điểm 2 điều. 2 điều. Điểm 3-2 cho Phước Râu. Điểm 3 đều cho Tuấn An. Kể con Châu đi. Có, kể Châu, kể đi đều. Không phải nhiệm vụ của em đó. Có gì ôm chặt nhau luôn nha. 3 đều. 3 đều đó. Pháp ở ngoài. Điểm cho Tuấn Râu 4-3. Em với anh được thân với. Xe có nhà không? Đồng hỏng điểm cho Phước Râu 5-3. Phá bóng tốt điểm cho Phước Râu 6-3. Đợi bóng tốt điểm cho Tuấn An 4-6. Quýnh chơi 8 điểm à. Bây giờ này muốn ngon lắm. Phát bóng ngoài điểm cho Phước Râu 7-4. Điểm cho Tuấn An 5-7. Chỉ có em mà cứu anh thôi á. Điểm cho Tuấn An 6-7. Mà chết luôn hay sao?
hai thằng đi có một thằng sống mới về à. 6-7 quá không tốt, điểm cho tướng ngang 7 đều. Nó tưởng nó chạy không chết hay gì vậy? 7 đều. Được không? Nó đi giữa được không? Không được thì nói nha. Phá bóng tốt, điểm cho tướng ngang 8-7. Đập điểm cho anh làm cái đất rồi. Bạn nào chạy ăn được là chơi vòng trái à, em chơi vòng trái à. 8-7. 8-7. Nó nói cái gì mà biên biên dữ dữ. 5 bóng ngoài, điểm cho Phước Râu 8 đều. Đập bóng tốt, điểm ngang 9-8. Dặn điện chơi đi vậy đi. Mà thủ gì cháu, chẳng ăn trực tiếp mà thủ gì cháu. Bữa nay là thái tự đòi cái điểm mà 9-8. Điểm cho Phước Râu 9 đều. Phát bóng không qua lưới, điểm cho Tướng An 10-9. Điểm Phước Râu 10 đều. Đập bóng không qua lưới, điểm cho Phước Râu 11-10. Điểm cho Tướng An 11 đều. Còn một điểm quyết định nữa.